Em xin chào tất cả các bác đến với kênh Ngọc Huy Audio của em. Và hôm nay trên tay em là một cái sản phẩm đến từ iFi với cái mã là Gen One. Nhìn bên ngoài của nó, nhìn cái hộp khá là đẹp. Mặt trước là cái sản phẩm, cái hình của sản phẩm được chứng nhận Hybrid. Và đây logo của hãng. Và mặt sau như là các bạn thấy là những cái thông số của sản phẩm. Thì hôm nay em sẽ đặt hộp cái sản phẩm này để xem bên trong nó có những gì và cái đầu của nó như thế nào. Thì các bác muốn lấy hộp ra thì các bác cứ đẩy qua bên đây, khá là dễ dàng. Bên trong hộp đây cũng như là phiếu bảo hành cũng như là cái thông số của sản phẩm. Thì em sẽ giới thiệu những cái phụ kiện đi kèm của con thiết bị này. Thì nó sẽ bao gồm một dây USB nhìn khá là xịn sò. Tiếp đến là một sợi dây nguồn. Thì cái dây nguồn này nó sẽ đi kèm như thế này để cho các bác dễ lắp. Đây, khi các bác gắn vào thì nó sẽ kêu cái cụp, hoặc là các bác muốn lấy ra các bác cứ nhấn cái này lấy ra, khá là dễ dàng. Đây mã code của sản phẩm và của nguồn, có cả logo của hãng iFi và dây nguồn khá là dài. Bên ngoài của nó, của dây nguồn đã bọc một cái lớp dù nhìn khá là đẹp. Và một cái sợi, một cái râu Bluetooth đi kèm. Và cái sản phẩm, và nó sẽ đi kèm thêm một cái sợi dây AV dài khoảng 50cm thôi. Thì đây là cái con sản phẩm của iFi Gen One. Thì theo cái cảm nhận cá nhân của em á, thì khi đi cầm á, nhìn nó khá là chắc tay và đẹp với cái mặt nhôm với một cái màu xanh đen. Và đây là cái logo của hãng. Thì em sẽ giới thiệu mặt trước, bao gồm một nút nguồn, đây là cái nút chuyển chế độ, và hai cái mặt này đó là cái đèn báo. Đây là, như các bác thấy, đây là KHZ và con này giải mã lên đến 32 bit. Và đây là cái nút bật đèn cũng như là tắt đèn, cái hai cái màn này ở chứng nhận Hybrid Audio. Phía dưới là bốn cái con, cái chân khi các bác để lên mặt phẳng sẽ không có bị trơn trượt. Và mặt sau thì cái cổng nó bao gồm những cổng out và cổng in. Thì cổng out nó sẽ bao gồm cổng balance, cổng 4.4, logo của hãng. Và đường in nó sẽ bao gồm cổng quang optical. Và đây là cái cổng coaxial. Khi các bác sử dụng, các bác nhớ tháo những cái nút này ra, cả cái nút này nút bảo vệ những cái cổng. Và cổng quang cũng vậy. Và đây là cái nơi để cắm USB, râu Bluetooth. Đấy. Và đây nơi cắm nguồn cũng như là cái mã sản phẩm Gen One. Sử dụng điện DC 5V. Và em cũng sẽ cắm nguồn để cho các bác trải nghiệm. Thì khi các bác sử dụng nguồn á, thì các bác nhớ gắn cái đầu hả em đã giới thiệu. Đây có cái ngạnh thì các bác cứ cho nó vào. Và em sẽ lấy nguồn điện trực tiếp. Và cái dây nguồn này nó khá là dài nên các bác yên tâm khi là sợ, các bác có nhiều bác sẽ sợ nó không đủ dài. Nhưng mà đối với em thấy nó khá là dài. Và cái sợi dây này nó có một cái cục chống nhiễu nhìn khá là xịn. Đây, em sẽ cắm nguồn điện. Và em sẽ test thử cho các bác lấy từ cái thiết bị như là cái dây cổng quang. Em sẽ lấy từ cái thiết bị tivi xuống. Và em sẽ lấy thiết bị của VAV. Đây.
là khi các bác cắm vào các bác cứ mở nguồn lên, và đây là cái nơi nó sẽ phát cái đèn tín hiệu. Thì hiện tại như các bác thấy, đây là cái đường Bluetooth, em muốn chuyển chế độ em lấy thiết bị từ cổng quang xuống thì em sẽ chuyển. Nếu các bác muốn chuyển sang USB thì các bác cứ chuyển sang USB. Đây em sẽ lấy thiết bị từ cổng quang của TV xuống. Đấy. Như các bác cũng đã nghe, em bật lớn cho các bác nghe. Thì như cái sản phẩm em giới thiệu thì những cái phụ kiện đi kèm, ngoài những cái phụ kiện đi kèm, bên em cũng sẽ tặng cho các bác một phần quà trị giá tận 900.000, như là cái sợi dây quang của bãi Mỹ Audio West dài tận 2 mét. Thì cái sợi này em bán lẻ, bên em đặt em có giá là 280.000 cho một sợi, bên em bao ship. Và với một cái sợi dây AV của hãng Sunmill, thì sợi này bên em đang bán lẻ với giá là 650.000 cho một sợi. Thì những cái phụ kiện đi kèm như là của cái con sản phẩm này Gen 1 của iFi, thì bên em sẽ tặng kèm một cái combo dây quang và dây AV trị giá 900.000. Thì một cái con sản phẩm này bên em đang có giá là 8.900.000 cho một bộ. Thì những cái phụ kiện đi kèm em đã giới thiệu, và với một cái combo em đã tặng kèm dây AV cũng như là dây quang. Thì cách thức mua hàng như thế nào, hoặc các bác có thể kết bạn số Zalo của em là 0935980281, em sẽ tư vấn chi tiết hơn về cái con sản phẩm này. Thì em cảm ơn các bác đã xem video của em.